Xin chào anh chị các bạn. Bài trước tôi đã hướng dẫn chị các bạn cách mình là đăng sản phẩm lên trên cái website, đăng tin tức lên website xong rồi. Mình có tạo menu xong rồi và tạo gallery xong rồi. Và hôm nay hướng dẫn anh chị cách mình làm cái header này. Header đây. Và thêm vào đó thì sẽ hướng dẫn thêm các bạn là cấu hình tổng quan cho website là mình cấu hình về màu sắc chủ đạo cho website nè, rồi layout cho website nè, vân vân. Mình cấu hình tổng quan cho website đó. Rồi bây giờ mình bắt đầu tiến hành làm nha. Bây giờ mình đầu tiên phải đăng nhập vào quản trị website ha. Thì mình vô WP admin đăng nhập quản trị website đó, vô đây. Rồi về cấu hình, bây giờ mình sẽ làm header trước nha. Mình sẽ vô cái phần là theme option, custom theme option đó. Cách thứ nhất, một cách vô. Cách thứ hai á, nếu như mình đăng nhập rồi mà đang ở ngoài trang chủ hoặc một cái trang bất kỳ nào đó thì mình vô tùy biến. Mình vô tùy biến nè. Đó, vô chỗ custom tùy biến á, vô custom nè. Rồi sau đó mình vô chỗ custom kế chữ tùy biến này, custom. Mình vô thêm mình sẽ vô cái phần thêm option header. Đó. Đó. Cũng được hai cách vô ha. Cách kia vô thêm option là vô cách này là mình vô custom theme option, nhưng mà chỉ một menu lớn theme option thôi. Còn cách bên này á, là nó vô custom theme option luôn, rồi vô từng cái bên này mình sẽ vô phần header trước để mình làm header nha. Đó, hai cách. Rồi thì vô cái trong trang quản trị là vô theme option. Rồi tiếp theo mình sẽ vô phần header. Đó, mình sẽ làm là header. Mình có header này, có cái logo bên này, rồi tới cái search và tới những cái phần thông tin liên hệ và mạng xã hội nha. Rồi đầu tiên ở đây mình sẽ đang hiển thị đây cái top bar đây. Nếu mình không xài nữa thì mình tạm thời ngưng nó đi, ở đây mình tắt ở đây luôn, không xài. Nếu mình xài thì mình để xài nha, tùy nha. Rồi tiếp theo thì cái logo mình sẽ đổi logo. Ở logo ở đây thì mình remove logo này, mình đổi lại logo, select image, tải file lên cái logo Sakura nằm trong cái thư mục của tôi gửi xuống cho các bạn. Logo ở đây, nó bỏ vô và chọn vô. Đó, rồi logo, tiếp theo tới logo là search, ở tìm kiếm, search form ha. Cái menu này nằm dưới này, search form đâu, search form để đây. Đó. Cái search form này mình sẽ bấm vô cái phím bấm vô cái chỗ là bánh răng cưa để mình cấu hình lại nha. Cấu hình lại là nó sẽ chuyển qua một bên đây. Và mình cho nó là dạng last như thế này. Và tiếp theo ở đây mình sẽ làm tiếp là tiếp như đây. Có cái số điện thoại và những cái mạng xã hội nha. Số điện thoại thì đó là contact. Đó, giỏ hàng là account và giỏ hàng á. Tới giờ giỏ hàng là phần account. Giỏ hàng đây, card nè, giỏ hàng account và khác nè. Giỏ hàng. Rồi tiếp theo tới mạng xã hội là social icon. Đó. Đây nếu mình có muốn để cái này giữa để. Nó thì nó ra cho mình đây ha. Rồi cái phần contact này thì mình chỉ cần để số điện thoại thôi, không cần để nhiều, email hết, không cần luôn. Mình bỏ chỉ cần số điện thoại thôi ha. Rồi mấy cái nào cần thiết, cái nào bên hao không cần thiết không, bỏ luôn. Đó, rồi. Rồi, như đó. Đang. Rồi trở lại. Rồi sau đó mình đi menu dưới này. Này đủ thông tin đúng không? Cái giỏ hàng này mình cho nó là cái mẫu tròn, đúng không? Giỏ hàng mẫu tròn. Rồi xong. Mình chạy lại cái trang web mình nha. Coi. Cái này giống như mình sắp xếp thôi. Sắp xếp lại. Đó, sau sắp xếp đủ rồi, còn màu sắc tính sau, sắp xếp đủ là mình thấy ok. Cái tìm kiếm mình cho nó rộng ra một xíu. Tìm kiếm mình cho rộng một xíu, mình đẩy logo qua bên nè, bấm vô bánh răng cưa logo nè. Đây mình kéo qua nè, kéo logo, kéo qua miếng, rồi đẩy qua cái search form này mình cho nó dài ra ha.
form đây, ở đây mình có set form mà sẽ dài đây xíu. Nó cho vô giữa, cái mình đẩy cho sao cho nó cân vô giữa. Đó. Ví dụ tạm vậy đi. Đó. Rồi, tạm vậy là mình được như vậy. Rồi tiếp theo. Sau khi sắp xếp xong đúng không? Sắp xếp xong. Cái này sau khi sắp xếp xong thì mình sẽ làm tiếp vào phần màu sắc. Màu sắc ở đây mình có cái màu ở đây, cái phần phần này. Cái phần menu bar này thì mình làm sao? Menu bar đây có bánh cái đây menu bar đây. Đó. Bấm vào cái header button bên đằng kia, chọn màu nha. Màu đây mình sẽ lấy giống cái màu của thằng này luôn ha. Cái màu đây màu gì đây, cái màu của thằng đây. Thì bây giờ mình sử dụng công cụ Photoshop để mình lấy công cụ này, mình sẽ tải về ha. Công cụ Photoshop ha, lên mạng mình search công cụ Photoshop Photoshop nè. Đó, nếu đây mình sẽ tải cái này về, đau đó này về cài cho mới được công cụ này mới hút màu được ha. Ở đây tôi hút màu như đây. Được cái mã màu này, tôi copy cái mã màu này ha. Tôi mới bỏ vào đây. Nó chưa được cái màu đây ha. Rồi sau khi có cái màu đây rồi thì cái màu chữ tôi sẽ sửa lại luôn. Màu chữ đây thì nó màu font color đây tôi cho nó màu trắng đi. Trắng là 43 chữ F, 6 chữ F. Đó. Hover vô màu gì? Hover vô mình cho nó màu gì? Cho tạm thời cho màu đỏ đi. Đó. Rồi. Ở bên đây hover màu gì mình cho màu đỏ cũng được, rồi mình chỉ muốn cho màu gì đó. Rồi. Rồi, sau khi xong rồi đúng không? Cái chữ này thì vào cho cái nắp này cho rộng lên xúc. Đó. Rồi, đăng. Đó. Đó. Rồi, sau khi đăng xong rồi mình qua đây mình coi lại nha. Nắp 5 lại nè. Mình thay đổi không? Thay đổi thì trời gần giống rồi đúng không? Rồi, thì tóm tắt lại nha. Tóm tắt lại cái cách làm nha. Đầu tiên là mình vô cái header nè. Đó, mình vô header đây. Header đây. Header đây thì mình muốn làm như thế nào thì mình, đây mình sẽ có cái sơ đồ để mình sắp xếp nè. Ở trên đây là top 3, header main và header button. Thì chia cho mình muốn ở dưới đây những cái chưa dùng nhưng muốn dùng cái nào mình leo lên đây mình sắp xếp lại rồi chỉnh màu thôi. Những cái nào mà nó có cái bánh ăn cưa là mình có thể tùy chỉnh nó được. Bánh ăn cưa vô đây có những cái cho mình tùy chỉnh thêm vô nha, tùy chỉnh thêm vô. Còn dụ ở đây mình muốn xài thêm mẫu có sẵn thì mình bấm vô, muốn mẫu làm sẵn cho mình đây nè, muốn xài mẫu nào bấm mẫu đó vô, mẫu có sẵn ở đây đó, mẫu đây mẫu có sẵn header, mẫu có sẵn bấm vô nó ra. Còn không mà mình thiết kế lại như cách tôi làm nãy giờ thôi, thì mình cứ kéo qua kéo lại thôi. Mình cứ sắp xếp đầu tiên là phải sắp xếp đủ cái đầu tiên, không quan tâm đến màu sắc và cái kích thước, và cũng không quan tâm, đầu tiên mình không cần quan tâm đến màu sắc và cái phông chữ, mình chỉ quan tâm thôi cái vị trí ở trước, logo mình đủ chưa nè, search form có chưa nè, rồi số điện thoại nè, giỏ hàng, rồi menu mạng xã hội, menu nằm đúng vị trí chưa. Sau khi nằm đúng vị trí xong rồi mình tiếp theo mình tới mình chỉnh kích thước màu sắc. Ví dụ logo như vậy là có đúng kích thước chưa, nếu chưa đúng thì kéo lên cho to lên, kéo qua kéo lại cái logo cho to lên. Ví dụ kéo lên, kéo logo này cho nó to lên. Đó, biểu tượng size chính là cái gì, biểu tượng size chính là cái logo trên này. Mình chọn lại biểu tượng size luôn, em cho đúng ha, sai lấy biểu tượng size đi. Size này mình chỉ lấy này, phải có cái hình nào nó vừa cái bông mà mới được. Hình này hiện tại là chưa đúng cho nên mình tạm thời lấy tạm đi. Rồi, biểu tượng size. Rồi tiếp theo là mình sẽ cấu hình chung cho toàn bộ website về phông chữ. Phông chữ là màu sắc vân vân ha. Thì tạm thời video mình kết thúc ở đây luôn đi, mình cho video ngắn chút đi, video header kết thúc ở đây đi. Tiếp theo video mình mới cấu hình chung một toàn bộ website.